Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại trái cây dân dã ở miền Tây sông nước, đó là trái bần. Trái bần thì rất là mộc mạc, dân dã. Bần có vị chát và chua, tuy nhiên ăn vào rất là giòn. Bần được người dân ở miền Tây sông nước sử dụng làm rất là nhiều món ngon như là canh chua bần, cá kho bần, mứt bần. Bần ăn sống cũng rất là ngon. Khi về miền Tây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng bần xanh mướt ở cặp hai bên bờ mé sông. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu về trái bần nhé.